Kinh Đại Thừa, Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Giảng Ký, Quyển 2. Trong phần khai thị Kinh Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích có nói: Một tiếng A-di-đà Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca ở ngũ trược ác thế đắc pháp chánh đẳng chánh giác, nay đem toàn thể quả giác này truyền cho chúng sanh trược ác. Cảnh giới chư Phật sở hành, chỉ có Phật và Phật mới có thể rốt ráo biết được, chẳng phải tự lực chính cõi có thể tinh hiểu. Đoạn khai thị này rõ ràng bảo chúng ta, Đức Phật Thích Ca dùng phương pháp gì tu thành Phật Đạo. Ngài niệm Phật mới thành tựu, phù hợp trong kinh này nói, tinh sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chẳng những Đức Thích Ca như thế, mà cho đến mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai đều dùng phương pháp niệm Phật này để tu thành Phật. Do đó, pháp môn này nhất thiết không nên xem thường nó. Nói thật, nó là cảnh giới của Phật. Nói cách khác, chỉ có Phật mới có thể rốt ráo hiểu rõ, dứt khoát không phải chính pháp giới kia có thể hiểu được. Chính pháp giới bao gồm đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát dùng năng lực của mình có thể tin, có thể lý giải mà làm không được như Phật. Nói một cách khác, cần phải trải qua vô lượng kiếp tích lũy phước đức căn lành vô lượng. Nhờ sức gia trì của Phật, chúng ta mới có thể tin hiểu. Ý Đại sư Ngẫu Ích nói là tại chỗ này. Lại nói rằng, cả thể này là thân độ của Phật Di Đà. Cũng chính cả thể này là danh hiệu của Phật Di Đà. Cho nên, danh hiệu Di Đà, tức là bản giác lý tánh của chúng sanh, có thể thấy kinh này chính là nói về nghĩa lý cùng tột xứng tánh của Như Lai. Những ý nghĩa này phần sau vẫn còn nói đến. Thể, tức là thể của Phật A-di-đà. Thể ở đây là pháp giới. A-di-đà Phật, dịch là vô lượng giác. Vô lượng là tận hư không khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thuật ngữ của chúng ta ngày nay nói là thời gian và không gian. Trong thời gian, không gian, tất cả vạn vật vô lượng vô biên lấy một danh hiệu thay thế là vô lượng giác. Đây là hàm nghĩa danh hiệu A-di-đà Phật. Do đó, nói về danh hiệu này là danh hiệu bản thể vũ trụ vạn hữu. Lấy danh hiệu này gọi là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng lấy danh hiệu là Di Đà Tịnh Độ. Cho nên thân độ của Phật Di Đà đều lấy A-di-đà Phật làm danh hiệu. Kế đây nói rõ hơn. Cũng tức cả thể này là danh hiệu của Phật. Có thể thấy được danh và thật phù hợp nhau. Danh là danh của thật, thật là danh rất thật. Đó là nói đến sự việc gì? Đó là bản tánh chân như của chúng ta. Cho nên cổ đức thường nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phật A-di-đà và Tây Phương tịnh độ ở đâu? Ở trong tâm tánh chúng ta, là vật tự tâm chúng ta biến hiện, tự tánh biến hiện. Bây giờ muốn cầu vãng sanh, sao lại có cái lý bất sanh? Chúng ta thường nghe nói, pháp thế gian khó nhất là gì? Là cầu làm người. Ở đây, cầu vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, không phải cầu làm người, là cầu tự mình sao? Thì ra Di Đà là tự tánh Di Đà, tịnh độ là duy tâm tịnh độ. Thấy Đức Phật A Di Đà vãng sanh Tây Phương tịnh độ đều là cầu trong tự tánh, đó là nói về lý. Có thể thấy kinh này chính là Đức Như Lai bàn về tánh. Câu nói này rất là quan trọng. Chúng ta thử nghĩ, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa ở trong Pháp Đại Thừa được mọi người công nhận là nhất thừa viên giáo, viên mãn pháp luân. Đó cũng là bàn về tánh. Nhưng so sánh với kinh Vô Lượng Thọ thì hai bộ kinh lớn này so ra hãy còn kém hơn một bậc. Kém ở chỗ nào? Ở kinh Vô Lượng Thọ Tam Căn Phổ
bị gồm cả lợi độn, hoa nghiêm, pháp hoa thì không được như vậy. Hai bộ kinh này chỉ độ 41 vị pháp thân đại sĩ, nói từ viên giáo sơ trụ trở về trước. Bồ Tát các giáo khác không có phần. So ra kinh Vô Lượng Thọ viên mãn hơn nhiều, cho nên gọi là xứng tánh diễn bày, rõ ràng như nhìn từ đỉnh núi cao. Quán kinh nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về nguyên lý Tịnh Tông cho chúng ta. Lý luận cơ bản tu học của Tông Tịnh Độ kiến lập từ đâu? Từ hai câu, thế nào là Phật, tâm là Phật. Cho nên, nhà thiền thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật, tâm và tánh là một nghĩa. Đứng trên thể mà nói thì tánh là bản tánh, còn trên tác dụng là tâm. Có thể đương nhiên có tác dụng, thể là bất biến, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất lai, bất khứ. Đó chính là bản thể. Nhưng chúng ta hiện nay đang mê mất bản thể, mê mất tự tánh. Mặc dù mê, nó vẫn khởi tác dụng. Khởi tác dụng này chúng ta còn gọi nó là tâm. Dù gọi nó là tâm, thêm trước một chữ gọi là vọng tâm. Vọng tâm là bản tánh ở trong mê, là tên gọi khi khởi tác dụng. Vọng tâm cũng gọi là vô minh. Minh là rõ ràng, vô minh là không rõ ràng. Đối với tự mình, đối với hoàn cảnh, đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả đều không rõ ràng. Nói thật ra, xưa nay vốn là rõ ràng, bây giờ không rõ ràng. Do đó, Phật Pháp dạy chúng ta dụng công tu hành là dụng công gì? Là tu cái minh tâm, đem cái tâm không sáng suốt khiến nó trở lại sáng suốt rõ ràng. Tâm chỉ cần không mê thì trở lại sáng suốt. Ví dụ, bản tánh cũng như nước, tâm vô minh giống như sóng. Mặc dù sóng là nước, khi nước khởi tác dụng dậy sóng thì tác dụng chiếu soi mất đi, nó trở thành không rõ ràng. Đó là vô minh. Bây giờ tu như thế nào? Nên để cho nước lóng trong, trở lại yên tịnh. Khi nước yên tịnh giống như mặt gương, thì sơn hà đại địa bên ngoài hiện rất rõ ràng. Cái tâm của chúng ta hiện nay cũng như vậy. Vì sao mất đi gốc sáng suốt? Vì trong tâm của quý vị động, khởi tâm động niệm là sống. Đức Phật nói chính cõi. Thật ra chính cõi khác nhau ở chỗ nào? Đó là biên độ vọng tâm lớn nhỏ khác nhau. Trong 10 cõi pháp giới, địa vị càng cao thì biên độ động của họ càng nhỏ, giống như tâm của Bồ Tát vẫn còn động, nhưng biên độ động rất nhỏ, giống như làn sóng lăn tăn vậy, bên ngoài hiện vẫn rất rõ ràng. Cái tâm vọng động này càng ngày càng nghiêm trọng. Tâm vọng động ba đường ác như gió to sóng lớn. Họ mê hoặc điên đảo không thấy gì cả. Do đó, có thể thấy then chốt tu học Phật Pháp ở chỗ nào? Ở tại định. 84.000 pháp môn thật ra là 84.000 phương pháp khác nhau. Pháp là phương pháp, môn là cửa, là con đường. Phương pháp, con đường dù bất đồng, nhưng mục đích tu học của nó tương đồng, tất cả đều tu định. Tông Tịnh Độ gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là định. Chúng ta niệm Phật là để tu nhất tâm bất loạn đấy. Dứt khoát không phải là để tu thấy được quỷ thần, thấy Bồ Tát, thấy Phật A-di-đà, thấy hoa sen, vân vân. Thế là sai lầm. Tâm quý vị đang động, đó là cảnh giới không tốt, là tu sai rồi. Điều chúng ta tu là nhất tâm bất loạn. Nói cách khác là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cảnh cũng tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, là tâm bất động, gọi là làm Phật. Phật Trung Quốc dịch nghĩa là giác, thông đạt rõ ràng tất cả là Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Pháp giới
là 10 pháp giới, y, chánh, trang nghiêm. Tất cả đều từ tự tánh của quý vị biến hiện ra. Tự tánh biến hiện ra, có lý nào lại chẳng biết? Đương nhiên tự mình tạo, thì tự mình biết, gọi là minh tâm. Minh tâm tức là kiến tánh, bởi vì tâm là tánh, nên minh tâm tức là kiến tánh. Hiện nay, tâm của chúng ta không sáng, cho nên không thấy được tánh. Kỳ thật, trong Phật Pháp, câu nói này đồng nghĩa với câu của nhà Nho nói: Đại học chi đạo tại minh minh đức. Đức nghĩa là gì? Đức tức là bản tánh, là chân lý, là tự tánh. Tự tánh vốn sáng suốt, bây giờ lại thêm một chữ minh. Chữ minh trước là động từ, minh đức đâu cần lại thêm chữ minh nữa. Có thể thấy minh đức hiện giờ không minh, không minh nên phải khôi phục quang minh. Đây cùng nghĩa với minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thật ra Khổng Lão Phu Tử, Hổ Thánh Tiên Hiền chưa từng mở hội đàm thoại cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy mà kiến giải quý ngài lại giống nhau. Kinh Phật nói rõ ràng tỉ mỉ, văn tự kinh luận của Nho Gia Ích nói rất đơn giản thiết yếu, cho nên thật sự là phải thông suốt rõ ràng. Có thể nói bộ Tứ Thư không kém gì Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cho nên bộ Tứ Thư người Trung Quốc cần phải học, là tinh hoa quốc túy của Trung Quốc. Quý vị hiểu Tứ Thư ý nghĩa thế nào thì chắc chắn quý vị nên tụng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là chú giải bộ Tứ Thư đấy. Trong Tứ Thư có lý luận, có phương pháp. Trung Dung là lý luận, Đại học là phương pháp. Luận Ngữ và Mạnh Tử tức là 53 lần tham học của thiện tài đồng tử mà hai ngài Khổng, Mạnh dạch ra cho chúng ta thấy, cho nên việc này rất giống nhau, rất gần gũi. Nếu từ góc độ này quý vị đọc Tứ Thư thì Tứ Thư rất có ý nghĩa, thú vị vô cùng. Thật ra Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Chúng ta hiểu được tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, tâm này là Phật. Mỗi người đều có chân tâm, cho nên Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Mặc dù nói vọng tâm, nhưng vọng tâm từ đâu có? Vọng tâm khởi từ chân tâm. Không có chân thì đâu có vọng. Giống như người vậy, thân người là chân, bóng là vọng. Bóng nương thân người mà có, lìa thân người làm sao có bóng? Cũng như lìa chân thì đâu có vọng. Vọng nương chân mà khởi. Quý vị phải triệt để hiểu rõ cái chân vọng này thì không mê nữa. Không mê tức minh tâm, tâm minh thì kiến tánh tức thành Phật. Câu này như cái lý ở trên, mọi người xưa nay vốn đầy đủ không sai khác. Chúng sanh chính cõi không có sai khác với Phật. Phần trước nói về tánh đức vốn tự đầy đủ, sau đây giảng về tu đức có quan hệ với nhau, thị tâm tác Phật. Câu này quan trọng. Chúng ta muốn thành Phật, một niệm này tức là làm Phật. Có người trong lòng mong cầu phú quý của nhân gian, cầu trong nhà bình an, hoặc là cầu sanh cõi trời. Họ không nghĩ đến thành Phật. Sanh về cõi trời cũng chưa được rốt ráo, cõi trời chưa viên mãn, phước báo cõi trời so với nhân gian lớn hơn một chút thôi, thọ mạng dài hơn một chút thôi. Thọ mạng tuy dài, nhưng còn sanh già bệnh chết. Trời dục giới có sanh già bệnh chết, chưa phải là cứu cánh. Cho dù sanh lên cõi trời vô sắc giới đi nữa, sau khi chết vẫn phải luân hồi. Chúng ta nên làm rõ những vấn đề này. Vì sao không phát tâm làm Phật? Làm Phật rất khó, rất cao. Chúng ta sợ không thành Phật được, nghĩ đời mình nghiệp chướng sâu dày, tội nghiệp vô biên, làm sao có thể thành Phật? Kỳ thật những cách nghĩ, cách nhìn này đều sai cả. Quý vị chỉ nhìn được một hiện tượng mà chưa thấy được chỉnh thể. Nếu như quý vị thấy được chỉnh thể thì sẽ không hoài nghi. Nhân duyên quả báo 10 pháp giới ở trước chúng ta một niệm hiện tiền, đó mới là sự thật. Do đó, tâm của chúng ta niệm Phật tức là làm Phật, niệm Bồ Tát tức là làm Bồ Tát, niệm La Hán
tức là làm La Hán, niệm trời sau này sẽ thân thiên, niệm tham sân si tương lai sẽ đọa ba đường ác. Tâm tham là ngạ quỷ, tâm sân nhuế là địa ngục, ngu si là súc sanh. Ngu si tức phải trái, tà chánh không rõ ràng, điên đảo không phân minh, đó là súc sanh đạo. Sự thật này chúng ta phải làm rõ ràng. Chúng ta muốn làm Phật thì cách làm Phật ra sao? Làm Phật thì phải niệm Phật, cho nên quan niệm tâm lý rất quan trọng. Chúng ta nhìn hiện tại, nhất là người già, thân thể yếu ớt, thường hay sanh bệnh, tôi thấy rất đáng thương. Vì sao họ bệnh nhiều như vậy mà trị không hết? Họ suốt ngày đêm đều nghĩ đến bệnh, thế là không may. Tâm họ làm thành bệnh, tự họ gây bệnh, làm sao có thể khỏe được? Không có cách nào khỏi được, vì trong tâm không được thoải mái, suốt ngày đều nghĩ đến bác sĩ mà bệnh cũng không thuyên giảm gì. Tôi khuyên quý vị trong lòng niệm tưởng Phật, đừng nghĩ tưởng đến bệnh thì bệnh sẽ hết. Có bệnh thật đi nữa cũng sẽ hết luôn. Tại sao vậy? Vì quý vị không nghĩ đến nó sẽ không có. Thân thể của con người như một bộ máy, có vô số tế bào. Tế bào là các linh kiện kết hợp thành. Sức mạnh nào khống chế nó, kết hợp nó, đó là ý niệm ban đầu. Chúng ta thường nghĩ đến bệnh, liền kết thành bệnh, chịu sự đau khổ. Quý vị niệm tưởng làm Phật, cả tổ chức không lìa Phật, do đó sẽ cải biến thể chất. Cải biến thể chất ở đây không phải ăn uống thuốc thang, mà là cải biến trên quan niệm. Thay đổi tâm lý, thể chất, quý vị sẽ thay đổi ngay. Vì sao mỗi ngày cứ nghĩ đến bệnh? Vì ngu si. Tâm ta muốn làm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, thường nghĩ đến Phật, niệm niệm nghĩ đến Phật. Tâm năng niệm của chúng ta tức là Như Lai quả giác. Như Lai này không phải Phật nào khác, mà là tự mình đấy. Trong kinh nói, Như Lai là nói tự tánh, Như Lai quả giác là tự tánh giác. Tâm năng niệm của chúng ta hay tưởng thấy Phật, tưởng thành Phật, tức là tự tánh giác, là bản lai thành Phật, chính tâm này trì danh. Pháp môn không thể nghĩ bàn này dạy chúng ta cái gì? Dạy niệm A-di-đà Phật, tưởng A-di-đà Phật, tức là thị tâm tác Phật. Chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà không phát bệnh được. Nghiên cứu trong kinh Vô Lượng Thọ kỹ càng, làm gì Phật A-di-đà lại có bệnh? Trong việc tu hành chỉ có việc ấy là bậc nhất thôi. Thành Phật không phải là thành Phật nào khác, mà là thành Phật A-di-đà. Trong kinh nói, A-di-đà Phật là sáng nhất trong các ánh sáng, nổi bật nhất trong các đức Phật. Trong khóa tụng quý vị thường niệm Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Trong mười phương thế giới, Phật A-di-đà là đệ nhất. Chúng ta hiện giờ thành Phật là thành Phật A-di-đà đệ nhất. Bản lai là Phật, bây giờ lại làm Phật, có nghĩa là bản lai quyết vị là Phật. Giác tánh, tự tánh giác của quý vị vốn là Phật, bây giờ lại niệm Phật, tưởng Phật, tức hiện tại quý vị đang làm Phật. Chúng ta gặp nhau thường hay hỏi, lúc này anh làm gì? Chưa có người nào trả lời, lúc này tôi đang làm Phật. Việc này rất quan trọng. Quý vị hôm nay làm Phật, mỗi ngày làm Phật, làm sao quý vị không thành Phật được? Đương nhiên là thành Phật. Cho nên, đừng đem thời gian quý báu đi vọng tưởng. Vọng tưởng là tạo nghiệp sáu nẻo luân hồi. Cũng cái tâm này tạo vô biên tội nghiệp, chi bằng chúng ta niệm làm Phật. Đức Phật đem pháp môn bí mật này dạy bảo chúng ta, truyền trao cho chúng ta, quý vị phải coi đó là mật tông. Một câu A-di-đà của Tịnh Độ này là mật vô thượng, là chú vô thượng. Niệm chú này liền thành Phật. Trong mật tông niệm, những chú ấy chưa chắc thành được Phật. Niệm không xong, trở lại biến thành ma. Nhưng niệm câu chú này là quyết định thành Phật. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật.
là ngay đó tức là Phật, ngay đó thành Phật. Như vậy, niệm phải tương ưng. Tương ưng như thế nào? Tâm của quý vị, nguyện của quý vị, hành trì của quý vị phải tương tự với Phật. Đó gọi là tương ưng. Tâm là tâm Phật, nguyện là nguyện Phật, hạnh là hạnh Phật. Đó gọi là tương ưng. Nếu không tương ưng, trong miệng niệm Phật A-di-đà, tâm cùng Phật không đồng, nguyện và hạnh cũng thế, gọi là không tương ưng. Không tương ưng, dù niệm cũng không thể thành Phật. Cho nên cổ đức nói, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Nhất định phải biết bản nguyện của Phật A-di-đà, bản tâm bản hạnh của Ngài. Những thứ này ở đâu? Ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ. Phải thuộc lòng bộ kinh Vô Lượng Thọ, quý vị mới có thể hiểu tâm nguyện hạnh của quý vị mới tương ưng với Phật A-di-đà. Lúc ấy, niệm một danh hiệu Phật khác với người ta thường niệm, niệm niệm tương ưng. Vì vậy kinh này không thể không đọc, không đọc không thể tương ưng. Có lẽ các vị đồng tu sẽ hỏi, chúng ta đọc trong truyện giảng sanh có rất nhiều ông già bà cụ cả đời chỉ niệm Phật A-di-đà, lúc giảng sanh điềm lành hiển hiện. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ họ chưa từng đọc, làm sao họ có thể giảng sanh, làm sao có thể thành Phật? Nói thật, những ông già bà cụ ấy là bậc thượng thượng căn, chúng ta không thể bì được. Tâm địa họ thanh tịnh không vọng tưởng, từ sáng đến tối tịnh niệm liên tục chỉ một câu A-di-đà Phật. Chúng ta làm được như vậy chưa? Làm không được thì đừng so sánh với họ. Nếu như quý vị niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng, không có vọng niệm gì cả thì được. Kinh này không cần phải tụng. Còn như vừa niệm Phật vừa vọng tưởng thì kinh này không thể không tụng. Việc này không thể không biết. Cho nên thời đại ngày nay, cư sĩ Hạ Liên Cư là Bồ Tát Tái Lai, ứng hiện ở thời đại này, chỉnh lý kinh Vô Lượng Thọ trở thành một bản kinh mới phổ độ chúng sanh thời mạt pháp. Người bình thường không thể làm được việc này. Gặp được kinh này có thể nói là căn lành phúc đức nhân duyên của chúng ta khá sâu dày. Kinh này lưu thông chưa được 50 năm mà chúng ta mỗi người đều có một quyển. Dựa theo bản kinh này tu hành, phúc đức nhân duyên rất lớn. Bởi vì đó là pháp môn thẳng tắc dễ dàng cứu cánh. So với kinh Hoa Nghiêm, pháp Hoa vẫn nhanh hơn. Hoa Nghiêm còn phải trải qua thế giới Hoa Tạng, quanh một vòng rồi mới đến thế giới Cực Lạc. Tiếp đó, Bồ Tát Phổ Hiền dùng 10 nguyện lớn dẫn dòng về Cực Lạc. Chúng ta không cần trải qua con đường vòng vo ấy, cứ thẳng một mực mà đi, dễ dàng rốt ráo biết bao. Phương pháp này rất dễ dàng. Một câu A-di-đà Phật có thể niệm lúc nào, chỗ nào cũng được, không bị hạn chế bất cứ nơi nào, không chướng ngại bất cứ cái gì cả. Mọi người có thể tu, mọi người có thể học, mọi người có thể thành tựu. Kỳ đặc thù thắng, bất khả tư nghị. Đây là pháp môn rất đặc biệt trong 84.000 pháp môn. Bất cứ pháp môn nào cũng không thể so sánh với nó. Trong các kinh tịnh độ, kinh này là bậc nhất, gồm cả viên và diệu. Phát tâm Bồ Đề, một mặt chuyên niệm làm tông, lấy đại nguyện 10 tiếng Di Đà giảng sanh làm gốc, hiểu rõ nhân của ba bậc giảng sanh, rộng độ chúng sanh thánh phàm chính cõi, hiển bày pháp trì danh hiệu Phật trực chỉ giảng sanh là con đường trở về. Khi Phật còn tại thế, Ngài giới thiệu cho chúng ta có ba bộ kinh Di Đà tịnh độ, chúng ta gọi là tịnh độ tam kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Thập Lục Quán. Sau này, các vị đại đức đem phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm phụ ở sau ba bộ kinh ấy, gọi là tịnh độ ngũ kinh. Do đó, hiện nay chúng ta xem trong các kinh tịnh độ là xem năm bộ kinh: một bộ luận
Luận đó là giảng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân Trứ Tát. Luận này chưa nói tịnh độ của Phật Di Đà. Trong các kinh này, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu rõ ràng nhất, đầy đủ nhất. Cho nên, nói kinh này gồm cả viên và diệu. Viên là viên mãn, diệu là khen ngợi. Bất cứ là về ngôn luận, phương pháp, cảnh giới đều đạt đến cứu cánh viên mãn. Văn kinh không nhiều là diệu. Câu này cương lĩnh là viên chỗ nào, diệu ở đâu? Nói phát tâm Bồ Đề, một mặt chuyên niệm làm tông, đó là diệu. Cái gì gọi là tâm Bồ Đề? Tiếng Phạn Bồ Đề, Trung Quốc dịch nghĩa là giác. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Tâm như thế nào mới gọi là giác ngộ? Hiểu biết rõ ràng thế giới sanh tử luân hồi của chúng ta, đáng sợ, đó là tâm giác ngộ. Thật sự phát tâm, muốn vượt khỏi sáu nẻo luân hồi, cầu một cái bất sanh bất tử, đó là tâm giác ngộ. Nếu như lại có thể phát tâm, niệm Phật A-di-đà cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm này là đại giác, là vô thượng giác, là cứu cánh giác, gọi là phát Bồ Đề tâm. Phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc. Tâm đó nếu không giác, tức là mê, mê ở lục đạo, ở sanh tử. Nó không giác ngộ vì không có ý niệm vượt ngoài ba cõi, cho nên chúng ta gọi A-la-hán là chánh giác. Vì sao? Vì họ phát nguyện vượt khỏi sáu nẻo luân hồi, thoát sanh tử, ra ngoài ba cõi. Chúng ta muốn cầu lên trời cũng là giác, nhưng không phải chánh. Vì sao? Vì chưa ra khỏi lục đạo. Thiên đạo chỉ tốt hơn nhân đạo một chút, thọ mạng dài hơn, nhưng sau khi chết vẫn đọa lạc, vẫn luân hồi, cho nên giác mà không chánh. Ra ngoài ba cõi mới gọi là chánh giác. Minh tâm kiến tánh mới gọi là chánh đẳng chánh giác. Niệm Phật A-di-đà cầu sanh Cực Lạc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thử nghĩ xem, phát tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, tức thì ở nơi đó thực sự được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có tâm nguyện này, thành thật niệm Phật, người ta hỏi hôm nay bạn đang làm gì? Quý vị nói, hôm nay đang làm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là làm Phật, không làm việc gì khác. Mỗi ngày đều đang làm Phật, có được hay không? Phát tâm Bồ Đề, một mặt chuyên niệm làm tông, quan trọng lắm, phải làm thế nào? Nên chuyên tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà. Lúc không tụng kinh thì niệm Phật, lúc không niệm Phật thì tụng kinh. Trong 12 thời tịnh niệm tương tục thì thành công, đó gọi là làm Phật. Vì chúng ta không niệm Phật, không tụng kinh sẽ bị vọng tưởng, sẽ tạo nghiệp luân hồi lục đạo. Người chết phải theo một trong sáu đường. Vì sao thường nói người chết rồi làm quỷ? Câu nói này có mấy phần đạo lý. Quý vị thử nghĩ, trong tham sân si, tâm nào nặng nề nhất? Tâm tham nặng nhất. Tâm tham dẫn đến con đường ngạ quỷ, tâm sân nhuế nặng sẽ dẫn đến con đường địa ngục. Rốt cục, người nặng tâm tham so ra nhiều phải đọa ngạ quỷ, cho nên cần một mặt chuyên niệm. Điều này người tu hành phải ghi nhớ. Thời nay thế gian thật hỗn loạn, muốn ra khỏi hỗn loạn, cuộc đời cái gì là quý nhất? Đó là thời gian. Dùng thời giờ làm việc chánh đáng, đó là niệm Phật, làm Phật. Không nên lãng phí thời giờ mới là người giác ngộ thật sự, không mê. Pháp môn này rất kỵ xen tạp. Vì sao? Mục đích của chúng ta là tu tâm thanh tịnh. Hễ xen tạp thì tâm liền không thanh tịnh. Khi phát tâm tụng một bộ kinh hay giảng một bộ kinh, thính chúng thỉnh tôi giảng kinh khác, tôi sẽ chắp tay cảm ơn họ, từ chối không giảng và khuyên họ thỉnh pháp sư khác. Tôi chỉ giảng bộ kinh này thôi. Chư tổ sư thời xưa có vị làm như thế, có vị trọn đời giảng kinh Di Đà hơn 300 lần. Đừng nên xem kinh Di Đà đơn giản. Nếu như chúng ta giảng kinh Di Đà yếu giải, Di Đà sớ sao, quý vị thử nghĩ
chúng ta giảng Di Đà sớ sao liên tục mỗi ngày không gián đoạn, giảng xong một biến là mất trọn cả năm. Nếu giảng 300 biến thì đã mất 300 năm. Đại sư Thanh Lương trọn đời giảng kinh Hoa Nghiêm 50 biến, một ngày giảng 8 giờ, giảng trọn một năm mới được một biến kinh Hoa Nghiêm. Một năm giảng được một biến, Ngài sống hơn 100 tuổi. Người đời sau gọi Ngài là Bồ Tát Hoa Nghiêm. Nếu như quý vị phát tâm chuyên giảng kinh A-di-đà, trọn đời không giảng kinh khác, quý vị giảng 300-400 biến, tôi nghĩ sau này người ta chắc chắn sẽ chấp tay gọi quý vị là Phật A-di-đà tái lai, hướng về quý vị niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Nếu kinh gì cũng giảng hết thì khó có thể thành tựu. Cho nên giáo dục là sư đạo. Sao gọi là thầy? Thầy là người nói cho người sau biết con đường lầm lạc mà mình đã đi, khiến họ không tái phạm những sai lầm ấy. Đó gọi là thầy, gọi là sư đạo. Hôm nay tôi đem kinh nghiệm lạc lầm của tôi khuyên bảo quý vị. Quý vị không tin mà còn muốn theo con đường cũ của tôi, như vậy thật là uổng phí. Tôi lạc đường như thế nào? Trước kia tôi không chuyên môn. Nếu như tôi chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà 31 năm không gián đoạn, thì hôm nay đi khắp thế giới, đến nơi nào chắc mọi người cũng gọi tôi là Phật Vô Lượng Thọ hoặc Phật A Di Đà. Tôi không được như vậy. Lúc còn trẻ tánh tình kiêu ngạo, có thầy chỉ dạy nhưng vẫn không tin. Bây giờ mới thật sự giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, tôi không giảng kinh nào khác cả. Mọi người thỉnh tôi giảng, tôi chỉ từ chối, nhất quyết không chịu giảng. Trước kia mạo muội nói càn, bây giờ rất thận trọng, chỉ giảng 3 bộ kinh thôi: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Phẩm Phổ Hiền và kinh Vô Lượng Thọ hợp lại là toàn bộ các kinh điển. Chương thứ hai của kinh này là Đức Tôn Phổ Hiền. Đã có nói mấy lần về đạo Phổ Hiền, hạnh Phổ Hiền. Do đó, cư sĩ Ngụy Nguyên đem Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trình bày ở phía sau 3 bộ kinh, rất có lý, thật là một người có huệ nhãn. Chúng ta áp dụng 3 bộ kinh này vào việc cầu sanh tịnh độ thì quyết định có chỗ nắm chắc chắn, có chỗ nương tựa. Không nên tham nhiều kinh, tham nhiều thì hỏng hết. Mọi người nên ghi nhớ, chuyên niệm, hướng về một mục tiêu thì thành tựu ngay. Lấy đại nguyện Di Đà 10 niệm chắc chắn giảng sanh làm gốc. Chúng ta vì sao phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm và nắm chắc giảng sanh? Dựa vào đâu mà chắc chắn giảng sanh không hoài nghi? Dựa vào lời nguyện 18 trong 48 đại nguyện: 10 niệm chắc chắn giảng sanh, 10 niệm sẽ được giảng sanh. Huống là chúng ta phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm, có lẽ nào lại không giảng sanh? Đây là bằng cứ giảng sanh không hoài nghi chút nào cả. Trong kinh có chỉ bày rõ ràng nguyên nhân của 3 hạng giảng sanh. Tịnh độ có 3 hạng: thượng, trung, hạ, mà trong quán kinh khai triển thành 9 phẩm, ý nghĩa như nhau. Phần này trong kinh Vô Lượng Thọ giảng tỉ mỉ rõ ràng. Nguyên nhân của 3 hạng giảng sanh trong văn kinh chúng ta phải thảo luận rõ ràng. Rộng nhiếp thánh, phàm trong 9 cõi. Rộng là cùng khắp, gồm nhiếp cùng khắp 9 pháp giới. Trong 9 pháp giới có Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn thuộc về thánh nhân, còn lục đạo thuộc về phàm phu. Cho nên pháp môn này, đối tượng quá độ của nó là tất cả chúng sanh trong 9 pháp giới. So với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, kinh này rộng hơn nhiều, các kinh ấy không bì kịp. Hiển bày pháp trì danh niệm Phật, trực chỉ vãng sanh là con đường trở về. Hai câu này nói về nội dung kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói phương pháp trì danh niệm Phật, trực chỉ vãng sanh là về nguồn. Về nguồn là kiến tánh thành Phật. Pháp môn này dạy chúng ta minh tâm kiến tánh, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành quả Phật rốt ráo viên mãn, gọi là về nguồn.
Pháp môn niệm Phật là con đường không phải chỉ ở thế giới ta bà mới thực hiện như vậy, mà ở mười phương ba đời vô lượng vô biên hằng hà sa các cõi Phật cũng thực hiện như thế. Muốn rút ráo về nguồn, chỉ có con đường này, tất cả chư Phật thành Phật cũng đi con đường này. Bây giờ Đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta dựa theo đó mà đi. Một đời thành Phật, ngay cả chư Phật mười phương cũng bội phục quý vị. Các ngài thành Phật phải đi quanh đi quẹo, tốn bao nhiêu là thời gian, chịu nhiều cay đắng. Quý vị thật may mắn, thật thông minh, vừa tìm được lối thì một đời chắc chắn thành công. Các ngài phải tu hành trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới thành Phật. Còn chúng ta mới tu mấy ngày đã thành rồi, trong một đời đã làm xong. Cho nên, chư Phật, Bồ Tát không thể không bội phục. Hôm nay chư vị khẳng định tiếp nhận pháp môn này, tôi cũng bội phục quý vị. Tôi phải mất 38 năm. Còn quý vị vừa học Phật thì đã tìm được lối đi. So ra tôi đã phí 38 năm oan uổng. Huống là chư Phật, Bồ Tát phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tu vô lượng kiếp mới tìm được. Nếu quý vị muốn đi theo con đường mòn của chư Phật, thì hãy đọc Đại Tạng Kinh, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành tựu. Đời này không hy vọng, không biết phải luân hồi lục đạo bao nhiêu lần nữa. Phải hiểu rõ, nhất thiết không được sai lầm. Vì thế mới nói đây là con đường giảng sanh về nguồn vậy. Cho nên, kinh này là bậc nhất của tông tịnh độ. Cổ Đức có đem tất cả pháp môn Đức Thích Ca thuyết trong 49 năm để ví dụ so sánh. Ai cũng cho kinh Hoa Nghiêm là bậc nhất. Đem kinh Hoa Nghiêm so sánh với kinh Vô Lượng Thọ thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Nói khác đi, kinh này không chỉ là bậc nhất của pháp môn tịnh độ mà còn là bậc nhất trong tất cả các kinh Đức Thích Ca thuyết trong 49 năm. Nên biết rằng nó là con đường thẳng đến thành Phật. Hiểu được sự thật này không chỉ là hiểu được bộ kinh bậc nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà cũng là bộ kinh bậc nhất của mười phương ba đời tất cả Như Lai giảng thuyết. Do đó, công đức thọ trì kinh này không thể nghĩ bàn. Thọ trì kinh này bằng thọ trì cả Đại Tạng Kinh, thọ trì tất cả pháp môn do Đức Thích Ca thuyết trong 49 năm, cũng tức là thọ trì tất cả pháp môn của mười phương ba đời chư Phật Như Lai vô lượng kiếp tuyên thuyết. Có được mấy người nhận thức kinh này ở ngay trước mặt mà để mất cơ hội, không biết giá trị của món đồ, thật là đáng thương. Biết giá trị món đồ cũng không phải đơn giản. Người Trung Quốc thường nói, chỉ sợ không biết hàng, không sợ hàng quá sánh với hàng quá. Tôi so ra 38 năm mới nhận thức được nó, mới làm rõ được. Gặp được cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông cụ cho tôi một chứng minh, quả nhiên tìm được liền. Trước tiên cho rằng đây là bộ kinh đệ nhất, vẫn còn có chút hoài nghi. Khi giảng chưa dám khẳng định mạnh mẽ, thế nào cũng được. Cụ Hoàng Niệm Tổ chứng minh cho tôi thấy, hoàn toàn khẳng định, chính thật mười phương ba đời chư Phật Như Lai tuyên dương kinh này. Hai câu này rất quan trọng, thể hiện hoàn toàn giá trị nội dung các kinh điển của Phật. Đầu nhà Thanh, cư sĩ Bành Thiệu Thăng nói, kinh này ít được xiển dương vì không có bản hoàn chỉnh. Lời nói này rất có ý nghĩa. Bộ kinh này hay biết bao là bộ kinh bậc nhất do Như Lai thuyết ra. Vì sao tông tịnh độ ở Trung Quốc không tuyên dương phổ biến? Nguyên nhân là nó chưa có bản tốt vì phiên dịch chưa được đầy đủ. Do đó mới có cư sĩ Dương Long Thơ Triều Tống, cư sĩ Bành Thiệu Thăng và cư sĩ Ngụy Thành Quán Triều Thanh lần lượt đều có bản hội tập. Ba vị hội tập lại, bây giờ chúng ta gom lại tất cả được 5 bộ kinh tịnh độ. Điều này cũng là phước báo của chúng ta rất lớn hơn so với các bậc tiền nhân. Tiền nhân như cư sĩ Lý Bỉnh Nam, pháp sư Đạo Nguyên ở Đài Loan
cũng trọn đời hoằng dương tịnh độ. Nhưng bản kinh này các ngài đều không thấy. Vì sao chưa thấy? Bởi vì nó rất ít, không có trong Đại Tạng. Ở Đài Loan chưa được lưu hành nên tìm không thấy. Chỉ nghe nói qua bản kinh này mà chưa gặp. Mỗi năm tôi đến Hồng Kông giảng kinh đều lưu ý những bản kinh này, mãi đến 3 năm mới gặp. Sau này đem in thành một bản. Hôm nay quý vị mở đọc 5 bộ kinh tịnh độ chỉ trọn vẹn trong một cuốn thôi. Việc này từ xưa đến nay chư Đại Đức ở tông tịnh độ không nghĩ đến. Còn chúng ta được như vậy thật phước báo hơn người xưa lắm. Bản biên soạn của ba vị ấy không đầy đủ nên Đại sư Ấn Quang không lấy. Ngài phê bình bản kinh của họ, cho rằng không nên hội tập, vì họ hội tập không thỏa đáng. Cho nên Liên Công lão nhân bi trí sông giận, tông thuyết điều thông, viên dung hiển mật thiền tịnh, gồm ở nhất tâm, chiên hoằng trì danh niệm Phật, nhiếp cả vạn đức. Đó là giới thiệu sơ lược cho chúng ta về lão cư sĩ Hạ Liên Cư, người hội tập bản kinh này. Vị lão cư sĩ này là người trước thời Thanh Mạc. Trước đó ông làm quan, có nền tảng về quốc học, trình độ Phật Pháp rất cao sâu, bốn chúng trong nhà Phật đều kính ngưỡng. Sự thành tựu của ông không thể lường được. Bi trí sông giận, tông thuyết điều thông. Tông là tông môn, thuyết là giáo nghĩa. Đó là những pháp sư diễn giảng, tam tạng pháp sư diễn dịch kinh điển mà chúng ta thường thấy. Tông thuyết điều thông tức là tam tạng pháp sư. Ngài cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh này cũng là một vị tam tạng pháp sư tông thuyết điều thông. Không những tông thuyết điều thông, hiển mật viên dung, mà trong mật tông ngài tu học cũng rất thành tựu. Viên dung hiển mật thiền tịnh gồm ở nhất tâm. Việc này không phải người bình thường. Dứt khoát không phải chuyên hoằng tịnh độ, chỉ hiểu tịnh độ, tông khác không hiểu. Còn ngài thì tông nào cũng hiểu, tông nào cũng thông. Chúng ta vừa trông thấy ngài thì hâm mộ ngay, nên học với ngài. Học thế pháp hoặc học Phật Pháp, học thiền tông hoặc học giáo nghĩa, hay học mật tông cũng đều được cả. Quý vị muốn đi theo con đường của ngài, con đường này gọi là hiểm đạo, rất nguy hiểm, sợ e không đi được nửa đường. Nếu tai nạn thế gian tới, phải luân hồi làm sao? Phải chịu luân hồi thật là đáng tiếc. Quý vị thử xem bước đi của ngài như thế nào. Cuối cùng là chuyên tâm niệm Phật. Chúng ta phải nhớ lấy lời giáo huấn này. Cuối cùng, ngài đi về đâu? Cuối cùng là chuyên hoằng tịnh độ, chuyên tu tịnh độ. Chuyên hoằng trì danh niệm Phật nhiếp vạn đức. Vạn đức là gì? Tông, thuyết, hiển, mật, thiền, tịnh, xuất thế, thế gian. Tất cả pháp đều ở trong một câu hiệu Phật. Đó là đại triệt đại ngộ, hay gọi là đại giác, nghĩa là triệt để giác ngộ thật sự. Ngài tự giác ngộ. Sau đó, trong vô lượng pháp môn, tìm được pháp môn vô thượng, pháp môn đệ nhất. Tìm được rồi, Ngài không giấu làm của riêng. Nếu như Ngài tự tư tự lợi, thì tu hành đã thành tựu rồi, đâu cần phải hội tập, đâu cần hoằng dương. Vì muốn đưa vô thượng bảo điển này làm lợi ích cho đời sau, mới nối chí bậc tiền hiền hội tập. Ngài phát hiện kinh Vô Lượng Thọ là kinh bậc nhất, phát hiện trong tất cả pháp bảo kinh Vô Lượng Thọ là pháp bảo vô thượng. Nhưng đáng tiếc kinh này không có một bản hoàn chỉnh, nên mới phát tâm hội tập lại. Mới nối chí bậc tiền hiền. Tiền hiền là chỉ cho Dương Long Thơ, Bành Thiệu Thăng, Ngụy Thành Quán, họ đều có bản hội tập. Phần sau chúng ta sẽ xem xét thái độ hội tập của các vị ấy. Lánh bỏ dạng duyên, đóng cửa 3 năm, kiết giới tịnh tu, để tâm hiệp với ý chỉ, bản thảo sửa lại 10 lần mới được hoàn thành. Đó là đọc văn hội tập của ngài. Quý vị thấy tập sách này mỏng manh, phân lượng không nhiều, mà ngài dùng hết bao nhiêu thời gian? Trọn 3 năm nhập thất, mỗi ngày làm việc gì đều buông bỏ cả, chỉ chuyên tâm hội tập,
đem năm thứ bản dịch hiệu đối lại một lần, bản nào có, bản nào không, biên soạn mới lại thành một tập hoàn bị. Vì là tập đại thành của năm bản dịch gốc, nên tập này viên mãn nhất. Mỗi một câu, một chữ đều là nguyên văn của năm bản dịch kia, ngài không sửa một chữ nào. Đối với các bản kinh trước, vì người hội tập đem nguyên văn vốn có sửa đổi, khi các ngài sửa không có vấn đề. Vì Phật Pháp, Thế Pháp họ đều thông đạt, sửa lại so ra hay hơn nguyên văn. Nhưng Pháp Sư Ấn Quang nói, tình trạng này không thể được, hội tập thì nhất định phải trung thành với nguyên bản. Vì quý vị không phải là nhà phiên dịch, nếu sửa đổi bây giờ thì không có vấn đề, nhưng tương lai người khác xem kinh, câu nào không hiểu, họ tùy tiện sửa đổi, chỗ này mấy câu, chỗ kia mấy chữ, kinh này càng truyền về sau sẽ càng bị lầm lẫn. Cho nên, sợ người sau này sửa đổi kinh, Đại sư Ấn Quang mới có lời phê bình nghiêm khắc ba bản này. Để tránh lỗi này, cư sĩ Hạ Liên Cư quyết định trung thành với nguyên bản, không sửa đổi một chữ nào cả. Do đó, tịnh đàn kiết giới, chữ tịnh đàn là phương pháp gia trì của Mật Tông. Để tâm hiệp với ý, cũng như chúng ta nói nhất tâm kinh doanh, chuyên tâm nhất ý làm một công việc. Trong 3 năm không có một vọng niệm, luôn luôn muốn làm cho kinh này hợp thành một bản hoàn thiện, hoàn bị. Bản thảo sửa lại 10 lần là một bản thảo sửa đổi 10 lần mới coi là chắc chắn. Sự việc hội tập này bắt đầu vào năm Dân Quốc thứ 21 tới năm Dân Quốc thứ 25, bản kinh mới bắt đầu lưu thông. Mong Huệ Minh Lão Hòa Thượng ấn chứng. Đại Lão Hòa Thượng Huệ Minh là một cao tăng hiếm có đương thời. Hiển mật ngài đều viên dung cả, tông thuyết đều thông. Ở Đài Loan tôi có một bộ sách Khai Thị Lục của ngài. Cuốn sách này lưu thông rất rộng. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết chú giải, phía trước có một tấm ảnh Hòa Thượng Huệ Minh ấn chứng cho Hạ Liên Cư. Hai ngài đứng trước bàn Phật, trên tay cầm bản kinh hội tập. Ngài Từ Chu chuyên giảng ở Tế Nam, đích thân làm khoa phán. Pháp sư Từ Chu năm Dân Quốc thứ nhất cũng là một vị pháp sư kiệt xuất. Bấy giờ ở Đài Loan vẫn còn có pháp sư Sám Dân là học trò của ngài. Hòa Thượng Đạo Nguyên cũng là học trò của Pháp Sư Từ Chu. Hai vị đều từng thân cận Pháp Sư Từ Chu. Pháp Sư từng giảng kinh Vô Lượng Thọ ở Tế Nam, đã dùng tập sách này mà còn phân khoa để phán thích. Gần đây, tôi nghe nói tập khoa phán này cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đang có. Tôi viết thư cho ngài, mong được gửi cho tập khoa phán ấy để ghép vào trong kinh mà lưu thông. Bởi vì Pháp Sư Sám Dân và Hòa Thượng Đạo Nguyên rất được giới Phật giáo của tỉnh này tôn kính, mà bản khoa phán này do hai ngài làm, nên việc lưu thông kinh Vô Lượng Thọ khải phát tính tâm của đại chúng ở tỉnh này chắc chắn rất có lợi ích. Cho nên tôi xin cư sĩ Hoàng Niệm Tổ gửi bản khoa phán này nhanh đến cho tôi. Cụ Mai từng quảng bá ở Đài Phát Thanh Trung ương cho kinh này là bản hoàn thiện nhất. Cụ Mai là cư sĩ Mai Quang Hy, thầy của cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Hoàng Niệm Tổ là cháu của Mai Quang Hy. Ông cụ Mai là cậu của Hoàng Niệm Tổ. Do đó, gia học uyên nguyên đều có quan hệ. Cụ Mai là học trò của Hạ Liên Cư, sống với thầy 20 năm, được thầy truyền pháp. Cụ từng giảng kinh này ở Đài Phát Thanh của Trung ương Đại Lục. Cụ khen bản kinh này rất tốt. Quý vị nên biết, khi giảng kinh trên đài người nghe rất ít, vì trong nhà người ta có máy thu thanh đâu được là bao. Thật ra, máy thu thanh tôi còn chưa được từng thấy nữa. Trong thời kháng chiến làm sao có được? Những công sở ở ngã tư đường có đặt máy phóng thanh để truyền bá tin tức thì mua máy thu thanh cũng là xa xỉ phẩm nên họ không mua. Đó là thời kỳ có máy truyền thanh sớm nhất, gọi là bản kinh tốt nhất, nên văn tựa trong kinh khen rằng tinh thuần chính xác, rõ ràng, có chứng cứ. 4 chữ khen này
tinh thuần mà không tạp lẫn. Sự tuyển chọn của Ngài biên tập rất là thích đáng, rõ ràng xác thực, mỗi câu, mỗi chữ đều có căn cứ. Không một nghĩa nào chẳng đúng với nguyên bản, không một câu nào vượt ngoài ý kinh. Hội tập như thế, Đại sư Ấn Quang cũng khen hay, không cỡ trách gì cả. Đó là thái độ hội tập rất tốt, khó đọc, ít hiểu. Việc này trong các bản xưa có rất nhiều, đọc cũng không thuận miệng, ý nghĩa cũng không rõ ràng. Khi Ngài hội tập khiến sáng sủa, rõ ràng, đưa những phiền phức rối rắm trở về với giản đơn trong sáng. Trong năm bản thì bản kinh này rất rõ ràng, sáng sủa và đầy đủ. Những chỗ lộn xộn khiến thành nghiêm chỉnh, những chỗ thiếu sót đều khiến tròn đầy. Thiếu sót là có bản có bản không. Ngài đem sao lại tất cả, cúc ý để cho đầy đủ sự tốt đẹp, gồm thâu các đế, không thể nào cho là không hoàn hảo được. Đây là lời khen ngợi về sự quá hoàn hảo. Năm nguyên bản này được lão cư sĩ Hạ Liên Cư hiệu đối, chỉnh lý, biên soạn sắp xếp lại và đặt tên đề mục gồm 48 chương. Sự phân loại của bản kinh này rất có hệ thống. Từng chữ từng câu đều là nguyên văn của các nguyên bản. 3 năm cần cù làm lợi ích cho chúng sanh vô lượng vô biên. Từ khi bản kinh này ra đời, từ khi đem bản kinh này in ra phát hành trở về sau, người giảng dựa theo kinh này giảng thuyết khen ngợi, truyền khắp trong và ngoài nước, người thấy, người nghe đều vui vẻ tin nhận. Lúc bấy giờ, có một hiện tượng rất phổ biến, bản kinh này ở khắp thế giới, nơi nào chúng tôi biếu và giới thiệu cho mọi người đều được hoan hỷ cả. Thật như lời của cụ Mai nói, làm cho mọi người thấy ánh sáng của Đại Kinh thường chiếu ở thế gian. Đại Kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Tông Tịnh Độ gọi như thế. Nếu như không phải Tông Tịnh Độ, thì thông thường tôi thấy trong giới Phật giáo gọi Đại Kinh là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Tông Tịnh Độ gọi Đại Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hoàn hảo của Kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện từ đó. Bản kinh này mãi đến tay lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới xuất hiện. Chúng ta ngày nay có phước, đối với Tông Tịnh Độ đều phá trừ tất cả chướng ngại. Đây thật là đại sự nhân duyên ít có khó gặp vậy.